Chào mọi người nhé, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hai lô đất của mình ở An Thọ. Hiện tại mình đang đứng trước cửa Ủy ban xã An Thọ này. Đấy, đi lô này là ra đường 354 này. Đấy, đây là Ủy ban xã. Lý do là mình quay từ Ủy ban xã để cho các bạn dễ định hình. Tiến vào trong khu trung tâm của xã. Sẽ phải ra trường mầm non An Thọ, sắp tới bị giải tỏa để làm đường cao tốc ven biển. Còn đây là trung tâm y tế này. Khu vực này thì rất ok để cho anh em đầu tư sinh lời, nếu ai bán thì cứ mua nhé. Khu này đấy, đây là khoảng 5 năm nữa là sẽ có trung tâm thương mại mặt. Từ huyện xã và đến trường trung học Lê Khắc Cẩn. Đấy, trường trung học Lê Khắc Cẩn đấy là khoảng tầm 500 m. Tiếp đó là các bạn đi từ trường trung học Lê Khắc Cẩn và đến nắm đất của mình, nó rơi vào tầm 700 m nhé. Đi thẳng cái đường này là các bạn sẽ đi về khu An Thái nhé, Kiến An nhé, đi thẳng về Kiến An. Đất mình có hai đường đi nhé, mình sẽ ra đường 354 này, tuyến chính này. Sẽ vào đất sẽ phải nhé. Đấy, đường này sẽ được mở rộng tầm 7 m nhé, theo chủ trương của nhà nước là sẽ mở con đường này rộng 7 m. Đây, khu đất đầu tiên của mình là khu đất 150 m, 52 m2 nhé, từ cái bờ tường cổng kia. Đấy, đất sẽ đo từ cái bờ tường cổng kia vì sau này mở đường. Đấy, từ cái trụ đỏ ấy, chỗ cái bao ấy, kéo dài về bên đây. À, ngang của nó là 10 m mà chiều dài của nó là đến hết cái bờ chuối kia là 15 m. Đây, ông chủ này ông bán cho mình để ông xây nhà đây. Đây, tiếp tục đi thẳng cái đường này. Đi thẳng cái đường này một đoạn nữa là đến cái ao này nhé, bạn ra trái vào đường đây, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ vào cũng được. Đấy. Rồi, ok, đây là khu đất của mình nhé, là 327 m2. Đấy, tính từ cái mép tường bao này kéo vuông góc về đằng sau kia, bờ tường đầu tiên ấy thì là nó có đất nêu không của mình, cái khe sau này xây nhà rất là thoáng. Chiều ngang từ cái tường đấy mà đến cái tường này là 5 m rưỡi, kéo dài vuông góc bờ tường kia là cái lô số 1 này của mình là 90 m2, lô số 2 là từ cái bờ tường này ra hết cái lô góc này. Đấy, bên trong xóm đến hết cái
gạch sơn này nhé, là 5,5 m, dài ăn bờ tường kìa, 98 m2. Mình thu đất lại để cho cái ngõ nó rộng. Đấy. Ngõ là sau này từ cái mép này xong này. Ngõ có chỗ 5 m luôn. Đây là lô thứ ba này. Lô thứ ba này cái đất nhà mình ấy. Đấy, ngày xưa là mình mua là nó 389 m thì nó bị méo ấy. Nên là mình mới phân lô xây vuông lại hết nhé. Là cái lô cuối này của mình là đến lối vào. Vào từ đây ra kia là 3,7 m nhá. Đấy, vuông hết, vuông góc hết nhé. Là 139 m2. Đây cái khe thừa này là sau này các bạn có thể sử dụng nhé. Đấy. Còn đây thì từ cái mép tường ấy mà ra đến đây thì nó cũng rơi vào tầm khoảng đoạn này nó khoảng tầm 5-6 m, ô tô 6-7 chỗ cua ra vào bình thường nhé. Đấy. Rất sạch sẽ rồi nhé. Dân ở trong này còn rất là đông hộ nhé. Chào anh em nhé.